Xem tử vi tuổi Nhâm Thân năm 2023, nữ mạng. Nhâm Thân 1992 năm 2023 sẽ gặp phải những vận hạn gì? Xin chào các bạn Nhâm Thân, nữ mạng. Sau những gì đã trải qua vào năm 2022, hẳn các bạn đã có nhiều trải nghiệm về cùng bậc cảm xúc của mình rồi. Liệu 2023, những bão dông có còn đến với tuổi Nhâm Thân, nữ mạng hay không? Cùng tìm hiểu với Tử Vi Việt Nam nhé! Tổng quan tử vi Nhâm Thân 2023, nữ mạng. Về Thiên Can. Thiên Can nữ tuổi Thân 1992 là Nhâm, hành Thủy, gặp năm 2023, Thiên Can là Quý, hành Thủy, tức là bình hòa. Về Địa chi. Nữ tuổi 1992, tuổi Thân, gặp năm 2023, tuổi Mão là phạm Tứ Tuyệt, tức là xấu. Về ngũ hành. Nữ Nhâm Thân có ngũ hành Kim, gặp ngũ hành Kim của năm Quý Mão là Tương Trợ. Về cung phi. Nữ 1992 có cung phi Đoài, hành Kim, gặp cung phi Tốn, hành Mộc của năm 2023 là thuộc cung Lục Sát. Về sao chiếu mệnh là sao Thổ Tú. Về hạn năm gặp hạn Huỳnh Tuyền. Về hạn tuổi gặp hạn Tam Tai và hạn Hoang Ốc. Về vận niên là Xà Hãm Tỉnh. Về tứ trụ là Thiên Sinh, Địa Tam Tai. Về hướng tốt để xuất hành. Vào ngày mùng 1 Tết năm 2023, nữ mạng Nhâm Thân nên xuất hành theo hướng Tây Bắc để nghênh đón Hỷ Thần trong khoảng thời gian từ 3 đến 7 giờ. Về màu hợp tuổi, năm 2023, nữ giới 1992 hợp với màu vàng, màu nâu và màu trắng và kỵ nhất màu xanh lá cây. Về tướng xương và tướng tinh là xương con khỉ và tướng tinh con dê. Tử vi Nhâm Thân 2023, nữ mạng cần chú ý điều gì? Năm 2023, công việc làm ăn của nữ mạng Nhâm Thân tiến triển không được tốt, nên làm việc theo định hướng ban đầu, tránh xảy ra thay đổi mà ảnh hưởng không thuận lợi cho bản mệnh. Ngoài ra, trong năm nay, tiền bạc có sự tiêu pha nhiều khoản vào cả sự nghiệp lẫn gia đạo. Xuất hành đi xa cũng bị trở ngại vì lý do sức khỏe. Tuy nhiên, quý nữ 1992 năm Quý Mão, tình duyên khá tốt, trong nhà có tin vui chuyển tới. Theo Thiên Can. Nữ giới tuổi 1992, Thiên Can Nhâm, ngũ hành Thủy mà gặp năm 2023, Thiên Can Quý, ngũ hành Thủy. Cho nên, công việc làm ăn năm nay không suôn sẻ, đầu tư làm ăn vướng phải nhiều bất lợi, khó khăn. Tất cả mọi việc nên được lên kế hoạch tính toán kỹ càng, tránh quyết định vội vàng mà ảnh hưởng không tốt. Ngoài ra, sức khỏe của nữ mạng tuổi Thân 1992 có phần yếu kém. Gia đạo xảy ra không ít chuyện bất hòa, không vui. Bạn bè nảy sinh mâu thuẫn và tranh cãi. Theo địa chi. Xem tử vi tuổi Nhâm Thân năm 2023, nữ mạng có địa chi tuổi Thân gặp năm 2023, địa chi tuổi Mão, phạm Tứ Tuyệt. Do đó, phương diện công việc, sự nghiệp phát triển không được tốt, không nên xuất tiền bạc, đầu tư làm ăn, kinh doanh, bởi khó thu hồi lại được vốn liếng đã bỏ ra. Ngoài ra, tuổi Thân 1992, năm nay phạm hạn Tam Tai, khiến cho tài chính khó khăn, tiền bạc hao tán nhiều khoản lớn. Theo ngũ hành bản mệnh. Xem tử vi tuổi Thân năm 2023, nữ mạng, mang ngũ hành Kim, gặp năm Quý Mão cũng có ngũ hành Kim, dẫn tới bản mệnh có sự tương trợ. Quý nữ tuổi này nên góp vốn kinh doanh, ắt sẽ gặt hái được cát lợi và may mắn. Ngoài ra, trong năm 2023, nữ giới Nhâm Thân cũng có dự định mới mà bản thân muốn thực hiện. Bên cạnh đó, sức khỏe nữ 1992 khá tốt, tiền bạc dễ kiếm, hành thông rủng rỉnh. Càng về cuối năm thì lại càng dễ làm ăn kiếm tiền. Theo ngũ hành cung phi. Luận tử vi tuổi Nhâm Thân 2023, nữ mạng, có cung phi Đoài thuộc hành Kim, gặp năm 2023, cung phi Tốn thuộc hành Mộc. Xét thấy bản mệnh phạm phải lục sát. Do đó, năm 2023, người sinh năm Nhâm Thân có hạn thị phi về tình cảm, dễ bị chia rẽ, gặp chuyện mâu thuẫn, bất hòa. Bên cạnh đó, Nữ giới tuổi 1992 cũng phải đề phòng tiểu nhân phá hoại công việc, khiến tinh thần mệt mỏi, phải suy nghĩ, lo lắng nhiều. Về sao chiếu mệnh. Năm 2023, tuổi Nhâm Thân, 1992, nữ mạng, có sao Thổ Tú chiếu mệnh. Gặp phải sao Thổ Tú chiếu mệnh, xét thấy xấu nhất năm Quý Mão vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch, bị kẻ gian hãm hại, giở trò ném đá giấu tay, khiến họ gặp phải nhiều trở ngại cũng như xung khắc và điều tiếng. Bên cạnh đó, xuất hành người nữ tuổi Thân không được suôn sẻ, gia đạo mâu thuẫn, chăn nuôi khó khăn và sức khỏe ốm yếu. Về sao Hạn. Năm 2023, tuổi Nhâm Thân, nữ mạng, gặp hạn Huỳnh Tuyền. Trong năm Quý Mão, xét thấy nữ mạng tuổi Nhâm Thân, sức khỏe ốm yếu, dễ mắc bệnh tật nghiêm trọng, thậm chí ảnh hưởng đến khó qua khỏi. Bên cạnh đó, người nữ sinh năm 1992 không nên mưu cầu công danh, sự nghiệp bởi dễ gặp phải bất lợi và khó được như ý nguyện. Về hạn tuổi. Thứ nhất, gặp hạn Hoang Ốc. Hạn này chủ về năm 2023, gia chủ nữ tuổi Nhâm Thân mua nhà hay nhập trạch về nhà mới đều không được tốt. Bản mệnh nữ 1992 cùng gia đình vướng phải nhiều chuyện kém may mắn. Thứ hai, gặp hạn Tam Tai. Năm 2023, nữ mạng Nhâm Thân gặp hạn tuổi Tam Tai, cho nên mưu cầu công danh bất thành. Thêm vào đó, tình cảm gia đạo quý nữ sinh năm 1992 cũng không được thuận hòa và hạnh phúc. Về vận niên. Năm 2023, nữ mạng Nhâm Thân gặp vận niên Xà Hãm Tỉnh thì cần phải chú ý đề phòng tai nạn, xe cộ xảy ra. Chú ý không nên đi chung với những ai có cùng vận niên này. Phương diện công danh sự nghiệp, xét thấy tử vi tuổi Nhâm Thân năm 2023 nữ mạng nên giữ công việc yên ổn, làm việc cần phải cẩn trọng và kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Bản mệnh nên dựa vào sự giúp đỡ của mọi người để thoát khỏi cảnh hiểm nguy bất lợi. Ngoài ra, tình cảm gia đình nữ giới tuổi Nhâm Thân năm nay không được tốt, mọi người nghi ngờ mâu thuẫn khẩu thiệt, xuất hành đi xa. Nữ giới sinh năm 1992 gặp chuyện chẳng lành. Về tứ trụ là Thiên Sinh, Địa Tam Tai. Tử vi năm 2023 đối với nữ giới tuổi Thân 1992 về phương diện sức khỏe không được tốt, bản mệnh hay bị đau ốm. Thêm vào đó, trong nhà có chuyện thiếu hỏa khí, làm ăn kém may mắn, xuất hành đi xa có hạn xe cộ đưa tới cho quý nữ. Về tài lộc, đối với tuổi Nhâm Thân, nữ mạng, xét thấy tài chính không có sự sinh sôi, nảy nở, tiền bạc trong năm tuy có làm ra nhưng chi tiêu nhiều hơn là thu về. Ngoài ra, quý nữ sinh năm 1992 không nên đầu tư tiền bạc nhiều vào trong làm ăn, chủ về thua lỗ, thất bại. Về sức khỏe, xét về phương diện sức khỏe, thấy rằng máu huyết không được tốt, dẫn tới nhiều triệu chứng như chóng mặt, đau đầu, mất ngủ. Bên cạnh đó, người nữ Nhâm Thân cũng cần phải chú ý tới xương khớp và xe cộ đi lại có hạn tai nạn. Về công việc làm ăn, xem tuổi hợp làm ăn, thấy phương diện công danh sự nghiệp của nữ mạng Nhâm Thân thì năm 2023 không có sự khởi sắc. Năm nay, mọi việc làm ăn của quý nữ 1992 chỉ dừng ở mức trung bình. Họ cũng không nên thay đổi hay mở màng thêm công việc mới. Ngoài ra, nữ 1992 có thể hợp tác với người hợp tuổi để giúp công việc làm ăn khởi sắc hơn. Về tình duyên, đối với nữ giới sinh năm 1992, thấy rằng về phương diện tình duyên gia đạo, năm nay có nhiều chuyển biến, tốt xấu đan xen. Trong nhà, năm nay thiếu hỏa khí, gia đình có chuyện buồn đưa tới, có người già đau ốm bệnh nặng. Về phương diện tình cảm, đôi lứa, mọi việc khá tốt. Nữ mạng tuổi Thân được đón tin vui cưới hỏi, thêm người, thêm của đưa tới trong nhà hoặc bạn bè. Nữ 1992 có thể xem tuổi vợ chồng để dự đoán chuyện gia đạo trong năm 2023. Về ngoại giao, về phương diện ngoại giao được dự báo rằng năm 2023 không được tốt, giao tiếp làm ăn gặp nhiều cản trở. Xuất hành ra ngoài, quý nữ sinh năm 1992 thường bất lợi trên cả phương diện làm ăn lẫn sức khỏe. Việc xem ngày tốt xuất hành tuổi Nhâm Thân phần nào giúp nữ tuổi Nhâm Thân cải thiện tốt hơn về phương diện ngoại giao. Coi tử vi tuổi Thân 1992 năm 2023 nữ mạng theo 12 tháng. Tháng 1. Công việc của nữ mạng tuổi Nhâm Thân trong tháng 1 âm lịch chủ về bình thường. Tuy nhiên, khi ra ngoài, quý nữ sinh năm 1992 không được thuận lợi và suôn sẻ. Tháng 2. Người tuổi 1992 vào tháng này có tin vui đưa tới trong chuyện gia đình. Đồng thời, nữ giới nhâm thân cũng có thể có những thay đổi liên quan tới nơi ăn, trốn ở. Tháng 3. Công việc kinh doanh, buôn bán của chủ mệnh theo tử vi tuổi nhâm thân năm 2023 nữ mạng là khá tốt. Cùng với đó, nữ mạng nhâm thân vào tháng 3 âm còn được đón tin vui đưa tới trong cuộc sống hoặc trong công việc làm ăn. Tháng 4. Đây là tháng bản mệnh nữ sinh năm 1992 nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, cho nên công việc tương đối thuận lợi và có thể dễ dàng giải quyết khó khăn. Tuy nhiên, gia đạo người nữ tuổi nhâm thân hòa khí kém. Tháng 5. Đối với tử vi tuổi nhâm thân 2023 nữ mạng thì tháng 5 không phải là tháng tốt đẹp để mở mang hay thay đổi công việc làm ăn. Chính vì thế, nếu quý nữ đang có dự định tiến hành trong tháng này thì nên cân nhắc và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Tháng 6. Tháng này, người nữ nhâm thân được dự báo là tiền tài hao tán, họ phải chi tiêu nhiều khoản nằm ngoài dự tính. Bên cạnh đó, bản mệnh nữ tuổi thân cũng gặp nhiều chuyện phiền muộn, kém may mắn. Tháng 7. Tháng cô hồn, quý nữ xuất hành đi xa không được thuận lợi và may mắn. Ngoài ra, xem tử vi tuổi nhâm thân năm 2023 nữ mạng cho hay cần phải chú ý trong lời ăn, tiếng nói và hành động, bởi dễ vướng vào chuyện thị phi, bất lợi, gây ảnh hưởng xấu đến công việc và cuộc sống. Tháng 8. Công việc làm ăn của nữ sinh năm 1992 trong tháng 8 không tốt đẹp, xảy ra nhiều vấn đề khó khăn, cản trở. Bên cạnh đó, gia đạo của nữ giới tuổi thân đưa tới nhiều chuyện buồn phiền, trái ý. Tháng 9. Bữa sàn tháng 9 âm lịch, bản mệnh nữ giới nhâm thân được đón nhận thêm nhiều tin vui may đưa tới. Mọi việc trong nhà được hành thông. Các dự định của quý nữ 1992 trong tháng cũng dễ đạt được kết quả như ý. Tháng 10. Sức khỏe trong tháng này cần hết sức chú ý. Có thể quý nữ dễ bị đau ốm hoặc bệnh tật. Nếu không chữa trị kịp thời sẽ dẫn đến chuyển biến xấu. Công việc làm ăn của người nữ tuổi 1992 cũng vướng phải khó khăn nhiều. Tháng 11. Luận tử vi tuổi nhâm thân nữ mạng 2023 thì đây là tháng nhận được lộc, tiền bạc đưa tới. Tuy nhiên, tháng 11 âm lịch về phương diện công việc không nên thay đổi vì bản mệnh tuổi này khó đạt được thành quả như mong đợi. Tháng 12. Trong tháng cuối năm, người nữ tuổi 1992 xét thấy phải hao tán nhiều về tiền bạc. Công việc của quý nữ nhâm thân chủ về không thuận lợi nên đề phòng có người phá hoại, cho nên không đạt được thành công. Về tuổi hợp làm ăn, luận tuổi hợp làm ăn thấy rằng nữ giới sinh năm 1992 nên hợp tác với người sinh năm Đinh Tỵ 1977 để công việc trong năm tiến hành được thuận thành và sinh lời sinh lộc. Nữ giới tuổi thân 1992 động thổ làm nhà có tốt hay không? Xem tử vi tuổi nhâm thân năm 2023 nữ mạng cho hay nếu dự định làm nhà trong năm này thì có thể xem ngày tốt động thổ để tiến hành. Bởi lẽ, theo luận giải, quý nữ tuổi 1992 xây nhà động thổ vào năm nay ở mức bình thường, không gây ảnh hưởng tới cuộc sống của họ. Tuổi nhâm thân 1992 nữ mạng năm 2023 mua xe vào tháng nào thì tốt? Năm 2023 vào tháng 4, tháng 6 hoặc tháng 9 âm lịch thì quý nữ có thể xem ngày tốt để mua xe tuổi nhâm thân và chọn ngày đẹp để mua sắm. Chiếc xe mua về sẽ mang lại may mắn, cát lợi cho người chủ sở hữu. Tử vi nữ sinh năm 1992, năm 2023 cưới hỏi có tốt hay không? Năm 2023, Quý Mão được dự báo là khá thích hợp để người nữ sinh năm 1992 lập gia đình. Mọi việc không quá tốt nhưng cũng không quá xấu. Nếu nữ mạng nhâm thân cử hành hôn lễ vào năm nay thì nên chọn xem ngày tốt để kết hôn hợp với tuổi cô dâu và chú rể. Nữ tuổi nhâm thân năm 2023 sinh con là tốt hay xấu? Nếu sinh con vào năm Quý Mão thì nữ giới tuổi nhâm thân có thể thực hiện. Bố mẹ tuổi 1992 có thể xem xét tháng hợp mùa để lên kế hoạch sinh để cho phù hợp. Tử vi nhâm thân nữ mạng năm 2023 theo tháng sinh. Tháng 1. năm 2023 đối với nữ mạng tuổi Nhâm Thân sinh vào tháng 1 âm. Xét thấy mọi việc làm ăn không có sự thay đổi, do đó tiền bạc không có sự sinh sôi, nảy nở. Quý nữ chỉ đủ chi tiêu trong cuộc sống. Tháng 2. Đối với tử vi nữ mạng tuổi Nhâm Thân sinh vào tháng này, được dự báo rằng trong công việc dễ xảy ra thay đổi, đồng thời có sự liên kết trong làm ăn. Ngoài ra trong năm nay, nữ giới 1992 bị cuốn vào hạn thị phi bất lợi. Tháng 3. Nữ giới tuổi Nhâm Thân sinh vào tháng này, trong nhà thiếu hỏa khí. Công việc làm ăn của người nữ Nhâm Thân trong năm nay không có sự thăng tiến, mưu cầu danh vọng cũng khó thành. Tháng 4. Tử vi tuổi Nhâm Thân năm 2023 nữ mạng sinh vào tháng 4 âm. Về phương diện công việc, làm ăn, xét thấy bình thường, không có mấy sự thay đổi. Bên cạnh đó, nữ giới Nhâm Thân có sự mở mang thêm việc làm mới, nhưng cũng phải chi tiêu và hao tán nhiều tiền bạc. Tháng 5. Nữ mạng sinh vào tháng 5 âm lịch mà gặp năm Quý Mão. Xét thấy công việc làm ăn trong năm chưa có sự khởi sắc. Xuất hành ra ngoài thì bản mệnh nữ 1992 bất lợi về sức khỏe không được tốt. Tháng 6. Đối với nữ mạng sinh vào tháng này, có tử vi năm 2023 về phương diện gia đạo nhận được tin vui đưa tới. Tuy nhiên, về phần công việc làm ăn, năm này nữ giới Nhâm Thân gặp nhiều khó khăn và bất lợi. Tháng 7. Vận hạn của nữ mạng Nhâm Thân sinh vào tháng 7 âm trong năm 2023 không có sự khởi sắc. Tuy nhiên, xuất hành đi xa thì nữ giới tuổi 1992 lại gặp nhiều cát lợi và may mắn. Tháng 8. Theo tử vi tuổi Nhâm Thân năm 2023 nữ mạng mà sinh vào tháng này, chủ về tử vi năm nay không được tốt. Bản mệnh nữ 1992 gặp nhiều bất lợi, công việc làm ăn khó khăn và vất vả. Tháng 9. Vận mệnh nữ mạng sinh vào tháng 9 âm lịch được dự báo là công việc làm ăn bình thường. Tuy nhiên, gia đình nữ mạng Nhâm Thân có tin vui đưa tới và xuất hành đi xa có lộc về tiền bạc. Tháng 10. Xem tử vi tuổi Nhâm Thân nữ mạng năm 2023 sinh vào tháng này, chủ về trong nhà có tin vui thêm người đưa tới. Công việc làm ăn của quý nữ Nhâm Thân cũng có sự thay đổi và mở mang thêm. Tháng 11. Nữ tuổi Nhâm Thân sinh vào tháng 11 âm. Xét thấy về gia đạo không được vui vẻ, thuận hòa. Công việc làm ăn của họ cũng có sự thay đổi xấu vào năm nay. Tháng 12. Nữ giới sinh vào tháng 12 âm mà gặp năm Quý Mão thì về phương diện công việc, sự nghiệp dễ có sự liên kết làm ăn. Xuất hành đi xa thì bản mệnh nữ tuổi Thân 1992 gặp nhiều may mắn và tài lộc. Tổng kết tử vi tuổi Nhâm Thân năm 2023 nữ mạng. Như vậy, đối với tuổi Nhâm Thân nữ mạng, mọi việc trong năm có những chuyển biến không thuận lợi. Quý nữ tuổi Nhâm Thân có sự tiêu pha nhiều tiền bạc vào trong công việc làm ăn. Tuy nhiên, việc đầu tư này cũng không đem tới kết quả tốt đẹp cho bản mệnh nữ tuổi này. Bên cạnh đó, trong năm cũng xảy ra nhiều chuyện trái ý, buồn phiền, khiến nữ giới sinh năm 1992 phải suy nghĩ, lo lắng. Nếu quý vị muốn xem tử vi cho gia đình và bản thân chi tiết hơn, theo giờ, ngày, tháng, năm sinh, vui lòng comment phía dưới cho Tử Vi Việt Nam nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.